Em xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của Hot Music. Hôm nay em lại tiếp tục thanh lý cho mọi người những cây guitar cao cấp mà khách hàng gửi lại đây. Thì nó có giá cực kỳ rẻ và chất lượng âm thanh cực kỳ cao. Nếu mọi người muốn sưu tầm những cái đàn chất lượng tốt thì hãy xem clip này cùng em nhé. Đầu tiên em sẽ nói sơ về một lượt về tất cả những cái đàn có trong clip này và sau đó thì em sẽ đi đến phần chi tiết sau với mọi người nhé. Đây là cây đàn đầu tiên của chúng ta. Đây là một cây đàn đến từ hãng Titan. Titan guitar thì nó xuất phát từ Mỹ nhé mọi người nhé. Và đây là cây đàn số 2 của chúng ta, cây này thì đến từ hãng Santos Martinez. Cây số 3 của chúng ta là cây đến từ Skoy SQOE, mọi người có thể thấy. Tiếp theo là một cây đàn đến từ Enza. Và cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là một cây đàn guitar đến từ thương hiệu của em, là thương hiệu Hot Music. Đây là cây đàn đầu tiên của chúng ta, đó là một cây đàn đến từ hãng Titan. Titan guitar thì nó xuất phát từ Mỹ nhé mọi người nhé. Cái đàn này thì được anh khách sắt tay về và nó cũng còn rất là mới mọi người nhé. Hầu như là cũng chưa có vết chày nào luôn, chỉ có những cái vết rạn nhẹ sơn ở đây. Đấy, ở trên clip thì sẽ hơi khó thấy một tí xíu, ngoài đời chúng ta sẽ dễ thấy hơn. Và lưng thì cũng hơi chày ở chỗ này. Đấy, ngoài ra thì cái đàn này còn rất là mới. Đấy, ở đây thì cũng có một cái vết bong sơn nhẹ nhẹ này. Đấy. Cái này thì giá mới nó là khoảng 1.500 đô. Mọi người có thể search ở trên màn hình của em, có đề tên và mã số của cái đàn này thì mọi người có thể search thử ở trên hãng người ta bán như thế nào nhé. Và cái đàn này thì em thanh lý nó chỉ có mức giá rất là hữu nghị thôi, đó chính là mức giá 12 triệu cho cái đàn này. Một cái đàn rất tuyệt vời như thế này mà chỉ có mức giá 12 triệu và âm thanh của nó cực kỳ hay nhé mọi người nhé. Bây giờ em sẽ test thử ngay cho mọi người đây. Cái đàn này thì có mặt tốt là gỗ cedar nhé mọi người nhé. Lưng và hông là gỗ mahogany. Ở đây là full solid hết nha mọi người nhé. Và mọi người cũng đã biết rồi là cái đàn nước ngoài mà có gỗ full solid hoàn toàn như thế này thì nó cực kỳ giá trị và nó cực kỳ đẳng cấp nha mọi người nhé. Mức giá cũng rất là hữu nghị, chỉ có 12 triệu thôi mọi người ạ. Đấy, mọi người có thể nhân tay sở hữu cái đàn này nhé. Và đây là cây đàn số 2 của chúng ta. Cái này thì đến từ hãng Santos Martinez. Đấy, một cái đàn đến từ Đức nhé mọi người. Và nó có mã số là SN300. Cái này thì giá mới của nó cũng khá là cao, cũng khoảng hơn 7 triệu nhé mọi người nhé. Và bây giờ em thanh lý chỉ có 4 triệu thôi mọi người ạ. Đấy, chỉ 4 triệu. Một cái đàn cực kỳ tuyệt vời trong cái tầm giá này. Đấy, âm thanh cực kỳ hay và ấn tượng nhé mọi người nhá. Cái này thì âm thanh lý 4 triệu. Đấy. Ngoài cái vết đấy ra thì nó không có cái gì mà xấu hết nhé mọi người nhá. Đấy, mọi người có thể tham khảo thử cái này. Cây số 3 của chúng ta là cây đến từ Skoy SQOE. Đấy, mọi người có thể thấy. Cái đàn này thì có giá mới là 3 triệu rưỡi. Cái này thì cũng là một hàng trưng bày và cũng khá là khó bán. Bởi vì họ toàn mua hàng độc hộp thôi nhé mọi người. Cái hàng trưng bày này thì họ cũng ít mua. Và nó chỉ chảy xước nhẹ thôi mọi người ạ. Đấy. Chảy xước nhẹ thôi. Ngoài ra thì còn rất là mới. Và cái đàn này thì em thanh lý lại là 3 triệu nhé mọi người nhá. Đấy, 3 triệu cho một cái đàn có EQ hiệu ứng cực kỳ hay. Cái này thì em cũng đã có review ở trên kênh rồi, mọi người có thể tham khảo thử tiếng và cái chiếc EQ này sử dụng như thế nào và cái hiệu ứng nó lại hay như thế nào. Mọi người có thể tham khảo thử nhá. Và bây giờ thì em sẽ test thử tiếng cho mọi người nghe nhá.
Đấy, mọi người có thể nghe thử tiếng của nó thì cũng khá là hay so với cái tầm giá 3 triệu và có EQ hiệu ứng nha mọi người nhá. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo thử cái này. Cái số 3 của chúng ta là cây Skoy ED29 mọi người nhá, 3 triệu thôi. Tiếp theo là một cây đàn đến từ Enza, và cái này thì khách mua hồi đầu tháng và bán lại cho em, họ để lên một cây classic. Thì đây là một cây đàn có tên là MX1. Cái này thì nó là size 38, nó tiệm cận với lại size 3 phần tư nhé mọi người nhá. Đấy, size 38 thì nó sẽ to 3 phần tư một tí xíu và chúng ta ôm dễ chịu hơn, với những người mà không quá nhỏ thì cái này ôm rất là tốt. Ngoài ra thì nó cũng rất là nhỏ gọn để chúng ta có thể đi chơi du lịch hoặc là mang vác đi, rất là tuyệt vời, rất là hay nhé mọi người nhá. Mọi người có thể nghe thử tiếng của nó này. Và cái đàn này thì nó có giá mới là 2 triệu 800 nghìn đồng. Và bây giờ cái này thì em thanh lý lại 2 triệu nhé mọi người nhá. Một cái đàn rất tốt thì chỉ có bị sơ mà vài vết chày ở đây thôi, chày nhẹ nhẹ thôi nhé mọi người, cũng khó thấy rõ lắm nhá. Đấy, rất là tuyệt vời cho một cái đàn âm hay như thế này, giá chỉ có 2 triệu mọi người ạ. Rồi, xong cây số 4 của chúng ta nhé mọi người nhá. Và cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một cái đàn guitar đến từ thương hiệu của em, là thương hiệu Hanmusic. Và cái này thì được custom từ ngày xưa rồi mà mọi người có thể thấy là cũng khá là đẹp nha mọi người nhé. Ngoài điều là nó có một cái vết nứt ở trong này, nhưng mà khi đã được sơn lại thì nó đã hoàn toàn biến mất rồi nha mọi người nhé. Đấy, mà để ý kỹ thì vẫn thấy này mọi người nhé. Và cái đàn này thì giá mới của nó rất là cao, cả EQ của nó thì nó khoảng hơn 5 triệu mọi người nhé. Tại vì nó được làm bằng bộ gỗ rất là chất lượng, bây giờ chúng ta sẽ rất là khó để kiếm được những bộ gỗ như này. Nó là hồng đào cườm mà còn gốc nữa nha mọi người nhé. Đấy, bộ gỗ nó cực kỳ chất lượng, rất là đẹp. Đấy, rất tuyệt vời. Cái này nó cực kỳ giá trị ở cái bộ gỗ. Và cái chất âm của nó thì cũng rất là hay mọi người nhé. Đấy, có sẵn EQ MB12 này. Riêng cái EQ này chúng ta lắp bây giờ nó cũng phải rơi vào khoảng 800 rồi mọi người nhé. Và cái này thì em thanh lý chỉ có giá là 2 triệu 300 nghìn đồng cho một cái đàn tuyệt vời như thế này. Âm rất là hay, rất là sáng mọi người nhé. Em sẽ tự test cho mọi người nghe nhé. Và đấy thì mọi người có thể tham khảo thử những cái đàn này. Và so với cái giá thành cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ của nó thì cái chất âm của nó quá đẳng cấp, quá tuyệt vời mọi người nhá. Và nếu mọi người muốn sở hữu những cái đàn này thì nhanh tay liên hệ với số điện thoại của Hammer Shop, đó chính là 0888 517971 mọi người nhá. Hoặc là chúng ta muốn trải nghiệm trực tiếp và mua hàng trực tiếp thì mọi người có thể ghé số địa chỉ của Hammer là 371-2 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người nhá. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng với Hammer trong clip này. Và nếu mà được thì mọi người có thể cho em một subscribe và một like cho kênh của em, để kênh có thể có nhiều động lực hơn để ra nhiều video clip hơn cho mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin chào.